Thưa quý vị, từ đầu năm 2023 đến nay, các khu điểm du lịch trên địa bàn huyện Long Điền đã đón và phục vụ hơn 666.000 lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, tắm biển, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, khách quốc tế khoảng 1.900 lượt. Với hơn 666.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển tại huyện Long Điền từ đầu năm 2023 đến nay, doanh thu từ dịch vụ du lịch của huyện đạt hơn 271 tỷ đồng. Để thu hút khách, đặc biệt là khách quốc tế, ngành du lịch huyện Long Điền tiếp tục tăng cường công tác quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn huyện, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bổ sung và làm mới các sản phẩm dịch vụ du lịch hiện có, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các bãi tắm, kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm và giá cả.